Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình ngồi đây để không review bất kỳ một sản phẩm nào cả Và ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi đây để thông báo đến cho các bạn một sự kiện siêu to của nhà Thinh Pro Đầu tiên hé lộ cho các bạn một chút đó chính là phần quà lên đến hơn 100 triệu đồng các bạn ơi Bên cạnh đó thì give away cho các bạn hẳn một chiếc laptop luôn và ngoài ra còn rất nhiều flash sale nữa à, Và các bạn ơi các bạn đã sẵn sàng chưa? Chứ tại cùng đi thôi! Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với từ dạo bước công nghệ. Chắc chắn là giờ thời gian gần đây thì cũng khá là nhiều bạn đã nghe đến từ dạo bước công nghệ rồi nhưng mà để hiểu thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Đầu tiên dạo bước thì chắc là chúng ta sẽ nghĩ đến một cái sự gì đấy rất thong thả, rất là thư thái bước đi đúng không? Công nghệ thì chắc chắn sẽ là công nghệ rồi. Vậy dạo bước công nghệ là đó chính là thư thái bước đi trong vương quốc công nghệ Đó, hiểu một cách gọi là nôm na thì nó là như vậy Còn thực tế hơn thì đối với tủ dạo bước công nghệ này ThinkPro sẽ dùng để làm một chuỗi các cái sự kiện uh, Liên quan đến cái việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng Và mở đầu cho chuỗi sự kiện này thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc khai trương cửa hàng ThinkPro Explorer Vào ngày 24 tháng 1 năm 2021, tức là Chủ Nhật Ở đây thì um, sẽ có một cái điểm khác biệt đó chính là chúng ta sẽ có thể thoải mái trải nghiệm hàng trăm các mẫu laptop khác nhau một cách rất là thoải mái và thư giãn và đấy nói chung là cũng nói sương sương về dạo bước công nghệ hay là tiêu chuẩn dạo bước công nghệ ở đây để cho anh em có thể biết đến nhưng mà cũng phải là có thực thì mới vực được đạo có quà thì mới vực được anh em lên đúng không thì bây giờ tôi sẽ đề cập một chút đến vấn đề quà mini game trong ngày khai trương đó chính là ngày 24 tháng 1 thì chúng ta sẽ có quà từ bàn phím này chuột này tản nhiệt này từ rất nhiều thương hiệu khác nhau như là Logitech còn nhiều thương hiệu lắm các bạn ạ và giá trị quà tặng lên đến 100 5 triệu cơ mà. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có giveaway uh, một chiếc laptop và trời ơi khi mà nghe cái số quà như vậy anh em đã thấy đủ sức nặng chưa? Nhưng mà thôi nếu mà nói quá nhiều đến quà thì chắc là anh em sẽ bảo mình PR nên là mình sẽ nói một chút đến vấn đề khác uh, bởi vì khi mà nhắc đến khai trương thì chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến flash sale rồi và nó không dừng lại ở flash sale đâu và nó sẽ dừng lại ở ba từ đó chính là không lợi nhuận. Trời ơi, đây ví dụ cho anh em nhá. Ví dụ như là con uh, Surface Laptop 3 chẳng hạn, đang được bán tại cửa hàng ThinkPro với mức giá 24 triệu, nhưng nếu mà anh em nào mua tại ngày khai trương của cửa hàng ThinkPro Explorer năm đến 7 Nguyễn Huy tưởng thì chúng ta sẽ chỉ mua với mức giá bao nhiêu? 17 triệu. Trời ơi, một con số quá là kinh khủng các bạn ạ. Đó, đây ví dụ cho anh em như thế thôi để anh em biết cái độ hot của cái việc flash sale nó sẽ như thế nào. Và bọn mình sẽ cập nhật flash sale liên tục hàng ngày và các bạn hãy nhớ là truy cập vào đường link mình gắn ở phía bên dưới video để theo dõi xem là uh, flash sale sẽ diễn ra như thế nào và có những chiếc laptop nào sẽ flash sale đủ cả xuất khẩu đủ cả nhập khẩu trong thời gian sắp tới nhá nói chung là khi mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm nào đó giữa một cái trải nghiệm thăng hoa và giữa một cái trải nghiệm tồi tệ thì nó sẽ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi các bạn ạ và chúng ta sẽ bước vào cánh cửa của dạo bước công nghệ để xem rằng thực sự nó có phải là trải nghiệm thăng hoa như lời đồn không nhá đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy những chữ gọi là tiêu chuẩn dạo bước công nghệ đúng không vậy như thế nào sẽ là tiêu chuẩn dạo bước công nghệ thứ nhất đó chính là nhẹ chân dạo bước đây sẽ là một cái tiêu chuẩn mà ThinkPro Pro nghĩ rằng là nó sẽ thể hiện qua thiết kế với một cái không gian rất là thân thiện và ngoài ra thì nó cũng rất là thư thái thoải mái để cho anh em có thể là một cái nơi vừa để mua những cái sản phẩm laptop tốt này vừa có thể trải nghiệm lại vừa có thể trao đổi những cái kinh nghiệm với nhau và thứ hai đó chính là tiêu chuẩn về khám phá và đây là một cái tiêu chuẩn mà ThinkPro Pro tự hào là người đi đầu bởi bởi vì đây là một cái store duy nhất ở Việt Nam trưng bày hàng trăm mẫu laptop. Nhưng mà nếu mà chỉ nói hàng trăm mẫu laptop thôi thì chúng ta nghĩ rằng là ủa nó vẫn giống những cái store khác cơ mà đúng không? Nhưng mà không hề nha, đây là một trăm mẫu laptop chúng ta có thể tự do trải nghiệm và đương nhiên sẽ được cài đặt những cái phần mềm có sẵn để cho anh em sẽ có thể test xem là bản thân mình sẽ có phù hợp với sản phẩm đó hay không. Đó nên là anh em hãy yên tâm về cái vấn đề trải nghiệm nhá và an tâm đặt niềm tin sẽ là một cái tiêu chuẩn tiếp theo của dạng bước công nghệ uh, nói đến niềm tin thì chắc chắn là chúng ta đã biết nói đến con người rồi đúng không và ThinkPro khẳng định rằng là đối với kỹ thuật viên cũng như là nhân viên tư vấn tại ThinkPro đều được training rất bài bản và đặc biệt là sẽ phải vượt qua rất là nhiều những cái bài test liên quan đến kỹ thuật liên quan đến kiến thức về laptop và ngoài ra thì sẽ còn tiêu chuẩn thư giãn nữa chúng ta sẽ có một cái không gian để chờ đợi không gian để trò chuyện rất là rộng rãi và thoải mái Có cà phê để chúng ta có thể nhâm nhi để chờ đợi đúng không nào Nói khá là nhiều đến tiêu chuẩn dạo bước công nghệ rồi Nhưng mà để minh chứng rõ ràng nhất thì chắc chắn mình sẽ phải sâu hình ảnh Về một ThinkPro Pro Explorer chuẩn dạo bước công nghệ ở đây cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng nhất nhá Và ok đây là store 5-7 Nguyễn Huy Tưởng à, tại thành phố Hồ Chí Minh Và chúng ta sẽ mở cửa bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đến 20 giờ Nên là nếu ngày hôm đấy anh em có rảnh thì hãy nhớ ghé cửa Pro để sẵn sale, chúng ta sẽ có thể có nhiều quá mini game để mang về. Ngoài ra chúng ta còn có thể trải nghiệm máy tính để chúng ta có thể mang đến một cái sự lựa chọn tốt nhất nhá. Nhưng sau khi tất cả những thông tin trên, điều quan trọng nhất là anh em cần phải làm và phải theo dõi đó chính là đăng ký tham dự. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký tham dự sao cho ngầu, sao cho nhanh mà lại còn tăng độ may mắn nhá. Và ngay tại đây anh em có thể nhìn thấy là trên landing page của anh em vừa vào ấy, cái link mà mình vừa gắn cho anh em để anh em vào ấy. Anh em hãy nhìn xem, những chỗ nào có từ đăng ký ngay thì anh em hãy click vào đấy. Chúng ta sẽ có thể đăng ký ngay ở trên đầu trang, chúng ta đăng ký ngay ở giữa trang hay đăng ký ngay ở cuối trang đều được. Đó, anh em hãy click vào đó. Và sau khi click vào đó xong thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu anh em đã đăng ký tài khoản của ThinkPro Pro rồi thì anh em chỉ cần đăng nhập thôi. Còn nếu mà anh em chưa đăng ký tài khoản của ThinkPro Pro thì anh em sẽ vào phần đăng ký. Phần đăng ký thì sẽ có nhập số điện thoại này, nhập tên và nhập mật khẩu thì anh em hãy điền đầy đủ ba vấn đề đó hoặc là không thì anh em sẽ có thể liên kết với tài khoản Google hay là tài khoản Facebook Nói chung là cái việc đăng ký này thì cũng diễn ra rất dễ dàng thôi Mà tôi tin là anh em sẽ có thể đăng ký một cách nhanh chóng Khéo mất khoảng tầm 10-15 giây của anh em thôi Và chúng ta sẽ có 3 phiên Phiên thứ nhất là phiên offline Sẽ diễn ra từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 Phiên thứ hai là phiên online Sẽ diễn ra từ lúc 10 giờ đến 12 giờ Và phiên thứ ba sẽ là phiên offline tiếp Sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ đến 18 giờ Và các bạn sẽ có thể đăng ký tối đa hai phiên Tức là chúng ta sẽ chỉ được đăng ký một phiên online và một phiên offline thôi à, lấy một cái ví dụ đơn giản hơn nhá Nếu như bạn đã đăng ký phiên sáng rồi phiên offline sáng từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 rồi thì các bạn sẽ không được đăng ký phiên buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ nữa đó nên là các bạn hãy nhớ là đăng ký đúng nhá và ngay sau khi các bạn đăng ký xong rồi thì sẽ hiện ra tiếp theo đó chính là con số may mắn của các bạn và các bạn hãy nhớ là khi mà hiện ra con số may mắn đó các bạn phải share về trang cá nhân của bản thân và ngay khi mà các bạn share về trang cá nhân của bản thân ấy một lưu ý dành cho các bạn nha, đó chính là nó sẽ có sẵn một cái đoạn code và các bạn không được xóa cái đoạn code đấy đi, các bạn chỉ được thêm vào thôi, bởi vì đoạn code đấy sẽ uh, giúp cho bọn mình tìm kiếm dễ dàng hơn trong quá trình uh, quay mini game để tìm ra người thắng cuộc á, đó. đó, nên là các bạn đừng có xóa đi nha, mà xóa đi mà trúng thưởng là rất là tiếc đó nha, đó nên các bạn hãy nhớ lưu ý vấn đề này nhá. Đấy nói chung là ngày hôm nay cũng chỉ mang đến cho anh em những cái thông tin sương sương như thế thôi, cho anh em biết là dạo bước công nghệ là những cái tiêu chuẩn như thế nào và đặc biệt là Thinh Pro chuẩn bị khai trương cửa hàng đầu tiên đạt chuẩn dạo bước công nghệ Think Pro Explorer tại 5 đến 7 Nguyễn Huy Tưởng vào ngày 24 tháng 1 năm 2021 và bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng đến 20 giờ đêm luôn các bạn nha. Đó nên là các bạn hãy nhớ ghé tại Think Pro, Explorer, 5 đến 7 Nguyễn Huy Tường. Và các bạn hãy nhớ liên tục truy cập fanpage cũng như website của Think Pro để xem là có những sản phẩm nào giảm giá không lợi nhuận ngày hôm đó nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở 24 tháng 1 năm 2021 tại Think Pro, Explorer, 5 đến 7 Nguyễn Huy Tường nha. Bye bye.